video test phôi máy điện Morisuki ở NZS 1500 ha. Máy thì có hai đầy dao, đầy 1 và đầy 2, một mâm cặp ha, chính có trung tâm. Thì bây giờ mình sẽ test cái đầy 1 ha. Rồi, thì mình để chế độ memory này. Thì nó có đầy 1, đầy 2 nhấp nháy này, muốn chạy hai đài thì mình nhấn vào đầy 2 ha. Nhấn cái nữa là hai đài cùng chạy ha. Muốn chạy một đài thì mình nhấn đầy 1 ha. Ok, thì nó sẽ có lệnh liên kết giữa hai đài. Hiện tại mình đang muốn chạy đài một đài độc lập. Thì mấy cái chức năng đều thay dao cũng vậy. Chế độ mình chuyển đài thì memory em thì cái này nó chung dùng chung hết ha. Mình chỉ sử dụng đó thôi. Còn này thay dao ha. Còn mấy chức năng này thì mình đang ở đài này. Mình không chạy tự động thì mình bấm vào đây thì cũng chạy đề 1 thôi ha. Chết đề 1. Còn khi mình chuyển qua đây thì nó là đề 2. Khi chuyển qua đây thì nó là đề 2. Chuyển qua đề 1. Thì đề 1 cũng tương tự như vậy. Thì offset. Thì mình vào trang offset đây. Thì mình cũng offset ha. Còn mình chuyển qua đề 2 thì nó cũng là trang offset khác ha. Bây giờ mình để vào handle này ha. Vào trang này thì nó là trang offset khác của đề 2. Hai cái đài nó độc lập với nhau. Rồi, bây giờ mình chạy auto. Auto thì mình có để mình offset bình thường, phải giao này. Thì nó hiển thị đề 1, đề 2 thì nhưng mà mình chỉ chạy đề 1 thôi ha. Okay. Thì bây giờ mình sẽ test chức năng chạy chu trình G70-71 ha. Chạy rang, nó chạy thôi. Đây thì nó ngắn nha. Chu trình ngắn. Okay. Thì mình bật chế độ M01 lên, siêu gốc lên. Rồi lên chạy ha. Sao rất là nhanh. Đang chạy G96 ha. Mở single lock đi. Chế độ M01 ha. Thì đang chạy chu trình G70-71 này ha. Đây thì mình điều chỉnh chip dao rồi nước rồi để cho nó phù hợp, chứ tại vì cái đài này nếu mà mình điện dài thì nó sẽ rung ha. Thì đây đang chạy chu trình G71, chu trình phá thô. Đó. Rồi bây giờ ha, nó thay dao này, tiếp tục thay dao này ha. Bây giờ thay dao nhanh. Đó, thay dao slow rất là nhanh ha. Rồi giờ chạy đó, bây giờ nó chạy tinh này ha. Đó, tốc độ trục chính đang chạy là 1400 ha. Đó, 1400 luôn. Đây chu trình G70 này. Đó. Rồi, bỏ single lock đi ha. Đó, vì như có thể là mình chưa ít quá. Để nó chưa ăn ha. Thì mấy chu trình trên đây hiểu rồi đó ha. Thế mình giảm cái lượng dư lại để mình chạy tin lại ha. Đó, giờ mình muốn chạy tin lại thì mình chuyển qua memory này ha. Mình sợ cái N2 thôi. N2 nè ha. Sợ đó ra. Thì bây giờ mình sẽ cho chạy tin lại chu trình G70. Thì mặc chế độ single lock lên ha. Mình chuyển qua program. Mình chỉ chết ha. Rồi. Bỏ xuống lock đi ha. Đó.
nó lại dao của mình, cái chip nó thoát không tốt thì nó sẽ tạo độ rung ha. Chưa bạn chọn dao nó phù hợp. Nếu như mình chạy phôi nhỏ thì dùng T nó lại rất tốt. TR4 trở lại thì ok ha. Để dùng chiếc C nó sẽ rung. Ok, nó là chạy. Và bây giờ mình sử dụng chương trình 6 để mình chạy rang. Đó, G76 nè. Thay dao quá. Xuống 97. Rồi, bỏ xuống lóc đi. Tình trạng rang gọi là sao ha. Rồi. Xong. Hơi bức rang ok ha. Do con dao mình nó to. Những nơi không trồng rang là ok. Thì nếu như mình chạy đài 2 cũng được ha, tình độc lập.